Sáng nay ngày 2 tháng 5, Quỹ ban nhân dân tỉnh có buổi tiếp làm việc với đoàn đại biểu Ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba đến thăm làm việc tại Tiền Giang. Đoàn Ban đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Cuba do ông Redman Toro Rosales, vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba làm trưởng đoàn. Về phía tỉnh Tiền Giang, tiếp về làm việc với đoàn có ông Nguyễn Thành Diệu, ông Nguyễn Văn Công, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang cùng đại diện các sở ban ngành tỉnh. Phát biểu tại buổi tiếp, Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang khẳng định mối quan hệ đoàn kết đặc biệt do có nhiều điểm tương đồng trong cuộc đấu tranh giành độc lập của hai dân tộc Việt Nam Cuba. Đồng thời mong muốn mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước nói chung và tỉnh Tiền Giang nói riêng không ngừng được củng cố và phát triển lên tầm cao mới toàn diện vì mục tiêu hòa bình, ổn định, phát triển của mỗi nước cũng như khu vực và trên thế giới. Dịp này, thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang trao tặng các thành viên trong đoàn quà lưu niệm và biểu tượng tỉnh Tiền Giang. Trước đó, đoàn đã có chuyến tham quan và tìm hiểu về loại hình du lịch sinh thái đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long, thưởng thức nghệ thuật đàn ca tài tử và tham quan các làng nghề truyền thống.